Trong đầu đang nghĩ gì? Em đang phân vân không biết có nên nói với anh không, bởi vì tính anh nó cũng dở ngương lắm cơ. Thôi đừng nói nữa. Này, nhưng đây nó là cái chuyện lớn. Anh là anh cả, anh phải biết. Ngồi xuống đã. Rồi, nói đi. Chuyện gì? Nhưng mà em nói như anh, liệu anh có nhảy cổ lên không nhỉ? Tính anh nó cực đoan, không biết anh có chấp nhận được cái việc này không? Không khéo lại đổ thêm dầu vào lửa. Thế thôi đừng nói. Anh không có cái lời nào nó mặn hơn được à? Tát cho phát rồi. Lập va lòng vòng, lập ra dập dình. Bây giờ hai lựa chọn, một là nói, hai là không nói. Anh đi về, chấm hết. Khá quá nhở. Bớt hẳn thực vật rồi đây này. Chị Á ơi, chiều nay ấy, anh Cường anh đưa nốt 3 mẫu váy mới chị nhá. Cho chị mượn điện thoại đây. Để chị gọi điện cho Trâm Anh, chị hỏi vài vấn đề của cửa hàng ấy mà. Vâng ạ, nhưng mà sao chị lại mượn điện thoại của em ạ? Tại điện thoại của chị bị hết tiền. Tại vì cuộc sống nhà chị cũng khá là khó khăn ấy. Con cái thì nghèo nhóc, rồi chị còn phải đóng tiền ăn cho bố mẹ, tiền học cho cháu. Mà cha hiếu hỉ, ốm đau bệnh tật. Cứ mỗi khi mà cô Long bị ốm thì lúc đấy hóa đơn nhà chị đội lên rất là nhiều. Trời ơi, quản lý mượn điện thoại thì đưa cái điện thoại đi. Làm sao mà quản lý lại phải đi trình bày ra cảnh với nhân viên nhỉ? Thế thì ngày hôm nay cô chú ý nhìn mặt nhau kiểu gì được? Em bật nước rồi đấy, anh đi tắm đi. Chị Phương ơi, chị ơi, chị có biết Trâm Anh đi từ lúc nào không? Trâm Anh đi rồi á? Thế hay là hôm nay nó đi quay sớm à? Không, chắc chắn là nó không đi quay. Tại vì nó bị đạo diễn cắt vai rồi. Hôm qua em với lại chị Phương đến biết như thế. Chú tính sao cũng được, miễn là chú cảm thấy ổn. Em buồn. Chắc chắn sẽ ổn. Sao mà không ổn? Trước khi chưa lấy vợ em vẫn ổn mà. Nét căng. Xin lỗi.